và Trương Quỳnh Anh tham gia ngày hội Một Ngày Làm Mẹ được tổ chức nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 với vai trò đại sứ sự kiện. Cặp đôi đã rất hào hứng khi hoán đổi vị trí cho nhau. Chàng ca sĩ đã độn bụng bầu giả, sánh đôi cùng vợ đến tham gia sự kiện. Hi. Xin chào các bạn. Tiên và Trương Quỳnh Anh xin chào các bạn khán giả của chương trình Một Ngày Làm Mẹ. Hiện tại thì Tiên và Trương Quỳnh Anh đã rất là sẵn sàng để thực hiện những thử thách mà chương trình đưa ra. Yeah. Ôi, sao vậy anh? Sao vậy? Anh mệt hả? Trời, thì anh chưa quen với cái này, nặng nề quá. Thì đó, nặng nề như vậy cũng đâu phải là chuyện giỡn đâu, anh thấy đúng không? Ừ. Nhưng mà bây giờ anh có nghĩ là mình thực hiện nổi những cái thử thách của chương trình không? Thì giờ em làm được rồi, anh cũng phải làm được chứ. Ok, vậy bây giờ hai đứa mình cùng cố gắng nha. Ok. Yeah. Đi. Em đỡ anh nha. Với sự dẫn dắt của MC, Trương Quỳnh Anh đã có dịp chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm thi sinh và chăm sóc bé Sushi. Và Tim đã chia sẻ những cảm xúc khi có cơ hội trải nghiệm trong vai trò người phụ nữ mang thai. Cũng trong chương trình, Tim đã tham gia những thử thách trong chương trình khi cùng các chàng trai mang bầu khác phải diễn tả trạng thái của phụ nữ mang thai như ốm ngén, thèm ăn, chuẩn bị quần áo cho con và nếm trải cả những khó khăn khi chuyển dạ sinh nở. Chương trình do VTC8 VTV và Linko.vn phối hợp tổ chức. Sau cái chương trình này thì các bạn sẽ thấy được sự khó khăn của những người vợ và bạn gái của mình như thế nào. Và Tim tin chắc là các bạn sẽ phải yêu thương nhiều hơn vì họ là những người phụ nữ rất là xinh đẹp và rất cần sự bảo vệ của các bạn.